Hello nha, hôm nay thì mình sẽ thảo luận về e-win nha, một con game rất là quan tâm hiện nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách đánh sóc đĩa mà không cần đọc cầu nha. Thì thường thường anh em đánh sóc đĩa đấy em cứ đọc cầu đúng không? Nhưng mà cách đánh của mình là không đọc cầu nha em ơi. Mình chỉ quan tâm nó về chẵn hay lẽ thôi nha em ơi. Mình chỉ quan tâm nó về chẵn hay lẽ. Nhưng mà mình không quan tâm về đó, mà mình chỉ quan tâm đánh 3 trắng hoặc 3 đỏ. Từ đầu tới cuối mình chỉ đánh 3 trắng hoặc 3 đỏ thôi nha em ơi. Từ đầu tới cuối mình chỉ đánh cách đó thôi, 3 trắng hoặc 3 đỏ. Mình theo từ đầu tới cuối và cách đánh này chỉ phổ với anh em non non thôi nha. Bởi vì anh em đánh 3 trắng 3 đỏ ấy là một lần, 4 lần ấy, anh em chỉ thắng một lần thôi, em là thắng tất cả trước đó em thua rồi. Cho nên em phải chia vốn ra làm sao hợp lý, và hôm nay mình quyết định chọn 3 đỏ nha. Và đương nhiên ấy thì cách đánh này mình chỉ ăn non thôi. Và hôm nay thì mình chỉ cần ăn đó là một mê thôi, mình nghĩ là ngon rồi anh em, không cần nhiều đâu. 500 cũng được. Tùy thôi anh em, hên thì mình ăn to thôi, xui thì mình ăn nhỏ thôi. Chả thấy nó trước đồ gì ở đâu. Hên xui mà, khó thắng có thua thôi. Làm sao mình biết trước đồ gì được, đúng không? Chơi này thì đừng có quan tâm cầu gì cả, các bạn chỉ quan tâm đó là đây này, ngon này. Đấy, nó thắng một cái là ngon ngay luôn ấy, về bờ luôn ấy, còn thắng 200 luôn ấy. Cách đánh chỉ phủ con non thôi nha, phải giữ bình tĩnh. Khi anh em đánh ấy phải biết phân bổ vốn nha. Ví dụ anh em 4-5, ví dụ 6 ván đến 7 ván không trúng đi, thì anh em phải tính toán làm sao phải ván nó phải đặt bao nhiêu để chỉ một lần thắng nữa các bạn thắng tất cả trước đó rồi. Bởi cái này nhân 4 lần nha anh em ơi nha. Cho nên là chơi, nhưng mà khi đã thắng này anh em phải reset lại từ đầu. Bây giờ như mình tính là mình mới thua một ván thôi, mình mới thua 100 thôi nha. Cách đánh này không vội được đâu. Cách đánh mà anh em vội ấy chỉ có toang thôi anh em, không có chuyện nào nó đâu. Bởi vì cách đánh là một chuyện, nhưng mà đương nhiên em phải hên là một cái câu chuyện rất quan trọng anh em ơi. Chơi đã không hên là chịu anh em, thật đấy. Chơi không hên là chịu ấy. Đây này ngon này. Phải như vậy nó mới ăn được nó chứ. Đấy lúc này mới thắng được 3 năm mấy đúng không? Thắng 2 ván rồi. Đánh lúc này khá là lâu rồi. Nếu anh em đánh tài xỉu hay là đánh chẵn hoặc lẻ thì lúc đấy kết quả anh em biết nhanh, lên nhanh đúng không? Trúng nhanh mà nó thua xuống nhanh. Nhưng mà cái này thì anh em phải giữ bình tĩnh. Cái này phân bổ vốn nó rất quan trọng, phải giữ bình tĩnh nữa. Anh em mà giữ bình tĩnh được, biết cách đánh mà anh em không kỷ luật đấy, em cũng toang lại một ván thua nha. Bây giờ tính một ván thua anh em ơi. Đánh cái này là anh em đừng có bỏ ván nào. Về cầu anh em có biết ván nào nó về đâu. Anh em không thể biết được ván nào nó bẻ về được. Mà rất nhiều anh em còn thường đánh theo kiểu là cứ đánh một vài ván xong thì cứ nghĩ rằng ván này nó có thể không về ba đỏ đâu, nhưng mà nó về là làm sao em biết được, đúng không? Đừng nói trước điều gì anh em nha. Có thể là nó về liên tục là điều bình thường, hoặc là nó không về liên tục là điều bình thường mà. Hai ván thua nha anh em ơi. Hai ván thua, ván là ván thứ ba này. Thua này chịu luôn rồi ấy, đúng không? Game mà. Để thế nào trước được. Để chơi đại đã. Trúng thì mình ngon mình gáy thôi. Còn trong là không trúng thì chịu thôi. Trời thua tiếp về đó. Lúc này thua 3 ván này nha. Bây giờ ván thứ 4 này mình vẫn đặt 100 thôi. Mà tốt nhất là mình đặt 101 đi. Vì sao mình đặt 101? Bởi vì mình tính cái chi phí một lần đặt đấy nha. Nếu ván này không thắng là mình sẽ mất 401 lần, đúng không? Thì ván sau mình phải đặt làm sao để mà mình trúng 451 thì mình phải đặt 150.000, đúng không? Thì mình nếu trúng ấy thì mình sẽ được 450.000, đúng không? Đó là cách chơi mình em ơi nha. Anh em phải tính số tiền thua là 401 anh em ạ. Thì ván này phải đặt 150.000 anh em ơi. Đấy. Thì ván này nếu trúng một cái là mình đã hòa tất cả trước đó, thắng tất cả trước đó mình thua rồi, đúng không? Đấy, đó là cái điều đáng nói đấy. Nhưng mà lúc nãy giờ mình vẫn thắng 400 trước đó, 395.000 trước đó đấy mà. Thành ra lúc này giờ mình đã thua bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng mà nó thắng một cái này anh em thấy không? Khi thắng một cái thì anh em phải làm sao? Reset lại cho mình nha. Reset lại từ đầu đó là đặt mỗi lần 100 thôi. Không phải là lúc đấy là cứ thấy thắng là cứ đặt to to tiếp tục đâu nha. Đánh như vậy là toang đấy. Đánh cái này không không ấy được đâu, không vội được đâu. Vội là toang thật đấy anh em à. Ăn thì còn một cái nịt. Đây này, trúng tiếp anh em này. Đấy, anh em thấy không? Nếu hên như vậy thì thắng 2 ván liên tục ấy là ngon đúng không anh em ơi? Đúng không? Đúng không? Thì bây giờ mình cứ đánh đã.
Từ từ mình sẽ tính sau anh em. Không vội được. Vội là còn một cái nịt đấy. Không có chuyện ăn được nó đâu anh em nha. Vội chỉ là một cái nịt thôi. Mình cứ bình tĩnh thôi. Lên tháng 1 mê là nghĩ là lên 6 mê mình nghĩ thôi. Hay này, không được bỏ ván nào đâu anh em ơi. Anh em bỏ ván này anh em dễ toang lắm đấy. Chơi đừng có bỏ ván nào. Chơi là bỏ là dễ toang đấy, bởi vì anh em có biết lần nào nó thắng đâu. Đúng không? Đây này, thắng tiếp này. Thế có phải ngon này không anh em ơi? Chốt hạ là nghĩ tại thầy thôi anh em ơi. Nghĩ tại đây thôi. Nha. 59 là mình nghĩ rằng được rồi. Chứ đừng có tham tham 100 ngàn nữa mà sau đó tí là các bạn lại còn một cái nịt. Em gặp trường hợp đó không? Em gặp trường hợp đó chưa? Đó là anh em chỉ cần thiếu có 10 ngàn đến 20 ngàn thôi là anh em đúng cái số mong muốn anh em. Nhưng mà sau đó anh em thua một chuỗi và từ đó anh em mất bình tĩnh và anh em bắt đầu đặt tay đặt to và từ đó anh em thua luôn. Đấy. Cho nên là đừng có vì vài trăm mà anh em từ đó anh em thua còn một cái nịt anh em nha. Cho nên chơi hôm nay mình thắng như vậy là quá là ngon rồi, mình nên nghĩ vậy thôi anh em ạ. Cái giữ bình tĩnh nó rất quan trọng, đã giữ bình tĩnh thắng rồi thì thôi, tốt nhất mình nghĩ rồi anh em nha. Đừng có tham to, cách đánh này chỉ phổ với anh em đó là giữ bình tĩnh, ăn non mỗi ngày. Chứ anh em sáng đi ăn to là thôi, cách đánh nó không phù hợp đâu anh em ơi. Thôi video làm thúc nha, bye bye anh em.